Ngày nay rất nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn, chạy chữa khắp nơi tốn bao nhiêu tiền bạc, thậm chí cầu thần khấn Phật tứ phương, mong có một mụn con mà không sao đạt được tâm nguyện. Tuy nhiên, phương thuốc chữa trị đôi khi là rất đơn giản, vì xét cho cùng, bệnh tật hay khổ nạn đều là từ đức và nghiệp mà hình thành. Mệnh không con, nhưng cuối cùng lại được 11 đứa. Người này đã tích được đại đức gì? Quý khán giả của Tinh Hoa TV, các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký cùng với chiếc chuông nhỏ này nhé. Trong cuốn Thọ Khang Bảo Giám có chép, Vương Chí Nhân, người tỉnh An Huy, là một thương nhân giàu có, đã ngoài 30 mà chưa có lấy một mụn con. Người xưa nói, trong ba tội bất hiếu, không con nối dõi là tội lớn nhất. Việc không người nối dõi khiến Vương Chí Nhân hết sức u buồn. Vợ ông cũng vì thế mà hao phí tâm tư. Bình thường cầu thần xem bói cũng luôn hỏi đến vấn đề này. Một hôm, nhờ sự đề cử nhiệt tình của người bạn tốt, Vương Chí Nhân tìm đến một vị tướng số nổi danh. Sau khi xem cho Vương Chí Nhân một quẻ, thầy tướng nói, chỉ tiếc là trong mệnh của anh không có con. Vương Chí Nhân lộ rõ vẻ thất vọng. Ông hỏi thầy tướng có cách nào giúp mình không? Nào ngờ chưa kịp cất lời, thì thầy tướng nghiêm mặt nói, tháng 10 năm nay, anh sẽ gặp nạn lớn, nguy hiểm đến tính mệnh. Vương Chí Nhân nghe xong mặt biến sắc, liền hỏi nên ứng phó thế nào. Dẫu biết mệnh trời khó cải, nhưng thấy Vương Chí Nhân sợ hãi, vị thầy tướng cũng đành ân cần dặn dò đôi điều để ông bình tâm hơn. Sau khi về nhà, Vương Chí Nhân thầm nghĩ, trong thời gian ngắn nhất sẽ thu xếp hết nợ nần, rồi đóng cửa không bước chân ra đường, hy vọng có thể bình an vượt qua kiếp nạn. Theo tính toán thì còn lâu mới tới tháng 10, nên Vương Chí Nhân đến Tô Châu, cách đó hàng trăm dặm, để thu tiền. Buổi tối một mình ông ngủ lại quán trọ. Một đêm kia, Vương thấy chán nản nên tản bộ ra bờ sông. Đột nhiên thấy một người phụ nữ bất ngờ nhảy xuống nước. Cứu người như cứu hỏa, Vương vội vàng móc túi 10 lượng bạc, hướng về phía các thuyền đánh cá dọc bên sông kêu lớn. Có người bị rơi xuống nước, ai cứu được thưởng ngay 10 lượng bạc. Một thuyền phu nghe tiếng kêu cứu, vội chèo thuyền ra cứu người, may thay đến kịp, đưa được người phụ nữ lên bờ. Vương Chí Nhân chạy đến trao 10 lượng bạc cho thuyền phu như đã nói, rồi cảm tạ ơn cứu mạng. Còn ông vẫn bên cạnh người phụ nữ cho đến khi cô ta tỉnh lại. Khi thấy thần sắc người này khá hơn, ông hỏi, xin hỏi có chuyện gì khiến chị đây phải tự tử như vậy? Người phụ nữ bật khóc. Chồng tôi làm thuê cuốc mướn, đồng lương ít ỏi, cuộc sống rất chật vật, giờ ông chủ còn phải dùng đến một con lợn để trả lương. Tôi đem lợn đi bán được 10 lượng bạc, nào ngờ tiền đó là giả. Người phụ nữ vừa khóc vừa kể tiếp. Chồng tôi mà biết được, thế nào cũng trách mắng, số đã khổ lắm rồi mà còn gặp vận đen, sống cũng chẳng ích gì, thôi thà chết quách đi cho xong. Nghe xong câu chuyện, Vương nghĩ giúp người nên giúp cho trót. Ông chẳng chần chừ mà lấy ra 20 lượng nữa đưa cho người phụ nữ. Người phụ nữ cảm ơn rối rít rồi mang tiền về nhà, kể lại cho chồng mình nghe mọi sự. Thế nhưng người chồng chẳng tin trên đời lại có người tốt thế, thậm chí nghi ngờ vợ mình đã làm chuyện xấu hổ nên mới có nhiều tiền như vậy. Người vợ không còn cách nào, bèn dẫn chồng tìm đến quán trọ của Vương Chí Nhân, hy vọng ba mặt một lời nói rõ sự tình. Khi hai người đến quán trọ, thấy đèn ngủ trong phòng đã tắt. Nhưng người phụ nữ vì sốt ruột muốn chứng minh với chồng, đành gõ cửa phòng Vương và nói, tôi là người đã được ông cứu, tôi đến để trả ơn, xin hãy mở cửa. Vương Chí Nhân nghe thấy tiếng phụ nữ thì nghiêm giọng đáp, đã muộn thế này, một người phụ nữ lẽ ra không nên đến phòng tôi. Cô nam quả nữ, thụ thụ bất thân, người trông thấy sẽ dị nghị.
Chồng của người phụ nữ nghe xong thì mọi nghi ngờ đều tan biến, tin rằng Vương Chí Nhân là một người đứng đắn. Người chồng nói: "Xin đừng hiểu lầm, hai vợ chồng chúng tôi cùng đến đây là để cảm tạ ân đức của ngài." Nghe vậy, Vương Chí Nhân vội đứng dậy, mặc quần áo chỉnh tề, bước ra chào đón họ. Ngay lúc Vương đưa tay ra mở cửa thì sau lưng vang lên một tiếng động lớn. Nhìn lại thấy bức tường phòng đang ở đột nhiên đổ xuống, chiếc giường ngủ bị đè nát. Vương Chí Nhân kinh hãi đến há mồm trợn mắt, rất lâu ông mới nói được thành lời: "Lần này thì tôi mới là người phải cảm tạ hai vị. Nếu không nhờ hai vị gọi dậy thì tôi đã thành đống thịt nát rồi." Sau đó Vương Chí Nhân kể tóm tắt câu chuyện của mình cho hai vợ chồng người phụ nữ nghe. Người chồng nói: "Người ta nói cứu một mạng người bằng xây 10 tòa tháp. Câu ấy quả không sai. Tôi thấy kiếp nạn của ân công đã qua rồi." Cảm tạ xong thì hai vợ chồng rời đi. Vương Chí Nhân xử lý mọi việc xong thì lập tức trở về nhà, rồi cứ thế ở mãi trong nhà, đợi hết tháng 10 mới dám ra ngoài. Một hôm đi trên đường, Vương Chí Nhân gặp lại thầy tướng Số. Vị thầy tướng hết sức kinh ngạc nói: "Mấy tháng không gặp, khuôn mặt của anh đã thay đổi hoàn toàn. Trên mặt đầy những đường ân đức, anh chắc chắn đã làm việc đại thiện cứu người." Không chỉ thoát chết, vợ Vương Chí Nhân sau này còn sinh được cho ông 11 người con trai, tất cả đều hiền đức hiếu thuận. Vương Chí Nhân sống đến 96 tuổi, phúc thọ song toàn. Ấy mới thấy, vận mệnh con người vốn đã được an bài từ trước, nhưng cũng không phải là không thể cải biến được. Người xưa đều nói, tích đức hành thiện, đời này không được thì đời sau được. Câu này càng ngẫm càng thấy rất có đạo lý.